Trong cuộc họp về vấn đề hợp tác thương mại song phương giữa Đức và Ấn Độ, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết là Đức sẽ hối thúc các nước trong khu vực Liên minh châu Âu sớm đưa ra quyết định ký kết Hiệp định Tự do Thương mại EU-Ấn Độ, giúp cho EU tránh được xu thế bảo hộ kinh tế đang dần phát triển trên toàn cầu. Nước Đức là một đối tác kinh tế rất quan trọng của Liên minh châu Âu-EU tại Ấn Độ, song chúng tôi không chỉ muốn hợp tác thương mại mà chúng tôi còn muốn đầu tư. Phát biểu này của Thủ tướng Đức Angela Merkel được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích về vấn đề thặng dư thương mại giữa Đức với Mỹ mới đây. Đồng thời, ông Trump cũng tuyên bố vấn đề thâm hụt thương mại giữa Mỹ với nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức sẽ thay đổi trong thời gian tới. Tại hội thảo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng việc hợp tác thương mại song phương giữa Ấn Độ và Đức đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của Ấn Độ. Mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ-Đức có rất nhiều tiềm năng. Mối quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước vẫn chưa được khai thác triệt để. Để khai thác và tận dụng tiềm năng này, Ấn Độ luôn sẵn sàng chào đón các công ty của Đức. Hàng loạt vấn đề trong khâu vận hành cơ cấu nhanh gọn đã được giải quyết, giúp các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Ấn Độ dễ dàng hơn. Bà Merkel cũng nhấn mạnh thêm rằng phía Đức sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định Tự do Thương mại EU-Ấn Độ diễn ra nhanh chóng, bởi hiệp định này sẽ giúp củng cố mở rộng đối tác thương mại tiềm năng của Liên minh châu Âu-EU trong xu thế chủ nghĩa bảo hộ kinh tế đang ngày càng lan rộng.